những khoảnh khắc tình tứ của Diễm My 9X và chồng sắp cưới. Diễn viên Diễm My 9X đăng nhiều khoảnh khắc tình tứ bên chồng sắp cưới, doanh nhân Vinh Nguyễn, trước thềm hôn lễ. Hôm sinh nhật của doanh nhân Vinh Nguyễn, Diễm My 9X hé lộ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai trong hơn 7 năm yêu nhau. Họ sẽ làm đám cưới vào ngày 21 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 7 năm song hành, Diễm My và Vinh Nguyễn cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Họ có chung sở thích về du lịch, ẩm thực và thể thao. Chồng chưa cưới của Diễm My từng tốt nghiệp trường Remit, du học Australia và hiện kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Cặp trai tài gái sắc gặp nhau lần đầu năm 2016, khi nữ diễn viên sang Australia tham dự một sự kiện điện ảnh. Khi cô về Việt Nam, cả hai vẫn giữ liên lạc và quyết định phát triển mối quan hệ. Vinh Nguyễn sau đó về Việt Nam tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Không còn bị chia cách bởi yếu tố địa lý, tình yêu của họ ngày càng bền chặt. Nam doanh nhân thi thoảng đón đưa bạn gái mỗi khi cô đi sự kiện. Yêu Vinh Nguyễn, Diễm My được anh truyền cho đam mê thể thao và rèn luyện cơ thể. Cả hai thường xuyên song hành tại các giải chạy lớn. Diễm My từng có thời gian bắt tiếng đóng phim Tình Yêu và Tham Vọng. Bạn trai thi thoảng bay ra thủ đô, đến phim trường cổ vũ tinh thần cô. Vinh Nguyễn cũng song hành với Diễm My trong nhiều sự kiện, đám cưới nghệ sĩ. Diễm My nói những năm ở bên bạn trai khiến cô đằm thắm, bớt nóng tính. Cô xác định nếu kết hôn sẽ phải dành thời gian cho gia đình, không thể tối ngày trên phim trường như trước đây. Vài năm nay, Diễm My thường đón Tết ở nhà bạn trai. Cô nói sự quan tâm của bạn trai và gia đình anh khiến mình cảm thấy đầm ấm như khi còn mẹ. Cặp tình nhân diện đồ đồng điệu khi dự show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tại Australia hồi giữa năm 2023. Nam diễn viên được bạn trai cầu hôn dịp Giáng sinh 2022. Họ dành một năm chuẩn bị cho đám cưới vì mong thật trọn vẹn, chỉnh chu. Cả hai đã gửi thiệp mời đến người thân và một số bạn bè thân thiết. Diễm My 9X sinh năm 1990, quê thành phố Hồ Chí Minh, cô bé duyên nghệ thuật từ lúc 5 tuổi, từng góp mặt trong các phim Gái Già Lắm Chiêu, phần 1, Chạy Đi Rồi Tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990, Giấc Mơ Của Mẹ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.